Samsung hôm nay đã công bố Galaxy A13 5G mới, một chiếc điện thoại giá rẻ sẽ làm giảm chi phí sử dụng 5G trong A-series xuống $250. Nó sẽ ra mắt vào tháng 12 tại AT&T. Với việc mở rộng sang T-Mobile vào tháng 1, như với tất cả các điện thoại ngân sách, Samsung không đẩy mạnh phong bì ở đây về những gì mong đợi. Có một màn hình HD lớn 6,5 inch ở trên cùng và bạn sẽ tìm thấy thiết lập 3 camera ở phía sau với một camera rộng 50 megapixel và một cặp cảm biến macro và độ sâu 2 MP. Bộ nhớ ở đây không phải là tuyệt vời vì chỉ có 64GB bộ nhớ trên bo mạch. Tuy nhiên, Samsung đang cung cấp một số tiện ích nhỏ, như trang bị màn hình HD với tốc độ làm mới 90Hz cùng với cảm biến vân tay gắn bên cạnh và pin 5000mAh với sạc nhanh 15W. Đây là một chiếc điện thoại bạn mua để làm những điều cơ bản và không có gì khác ngoài điều đó. Trong một thiếu sót kỳ lạ đối với điện thoại giá rẻ, Samsung sẽ không xuất xưởng bộ sạc tường với A13 5G, có thể vì lý do môi trường tương tự mà hãng loại trừ chúng khỏi các flagship của mình. Điều này có nghĩa là bất kỳ người mua A13 5G nào vì lý do ngân sách sau đó sẽ phải bao gồm chi phí của bộ sạc đẩy chi phí thực tế cao hơn một chút. Đây chắc chắn là một xu hướng ngày càng phổ biến và gây khó chịu. A13 mới sẽ đối đầu với các điện thoại 5G giá rẻ khác như Nokia X100 giá $252 mới khi thu hút những khách hàng có ngân sách tiết kiệm muốn sử dụng dịch vụ 5G. Thương hiệu mạnh của Samsung được phản ánh trong thiết kế thống nhất có thể sẽ là yếu tố quyết định cho nhiều người mua sắm trong phân khúc này. Samsung cũng đã công bố một chiếc điện thoại rẻ hơn cho những người chỉ muốn những thứ cơ bản trong Galaxy A03s. Nó đã có sẵn ở các khu vực của châu Âu và mang đến một viên pin lớn, hệ thống 3 camera và cảm biến vân tay gắn bên cạnh với giá $160. Cuộc đuổi bắt, bạn sẽ chỉ có 32GB dung lượng lưu trữ để chơi, mặc dù có hỗ trợ khe cắm microSD lên đến 1TB. A03s sẽ được bán từ tháng 1 năm 2022 trên AT&T Mobile và Verizon. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!